Thảo Nguyên có một con thiên lý mã trẻ tuổi chờ bá nhạc tới phát hiện ra nó. Ghi chú năm 770 đến 500 trước công nguyên. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương, là bậc thầy am hiểu về ngựa. Qua dốc dáng ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là thiên lý mã. Lồi ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu nên người đời nể phục gọi là bá nhạc. Ngày nọ có người thương gia đưa ra với nó một lời đề nghị: bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngay lập tức nó lắc đầu: tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo ông kéo hàng quá được. Sau đó binh lính tới hỏi: bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa vẫn lắc đầu: tôi là thiên lý mã, một binh lính bình thường làm sao có thể phát huy được hết khả năng của tôi. Người thợ săn đến tiếp tục hỏi: bạn có sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa đáp: tôi là thiên lý mã, sao lại có thể đi phục tùng một người thợ săn. Nhiều năm sau, Khâm Sai đại thần đến Thảo Nguyên đi tìm thiên lý mã. Gặp được đại thần, ngựa liền mừng rỡ: tôi chính là thiên lý mã mà ông đang tìm kiếm đây. Khâm Sai liền hỏi: bạn có thành thạo đường đi lối lại trên đất nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu. Ông ta hỏi tiếp: bạn đã từng xông pha trận mạc hay chưa? Ngựa vẫn lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi: vậy tôi có thể dùng bạn cho việc gì? Ngựa nhanh nhạo đáp: tôi có thể đi một ngày được 1.000 dặm, một đêm 800 dặm. Nghe vậy, Khâm Sai liền để ngựa chạy thử một đoạn đường. Nó ra sức chạy nhưng chỉ được một quãng đường ngắn đã ra sức thở dốc: bạn già rồi, không thể dùng được nữa. Khâm Sai nói xong liền bỏ đi. Bài học tham khảo: người khác không đánh giá bạn qua những gì bạn nói mà qua những gì bạn làm. Tại sao Khâm Sai đại thần lại không chọn ngay thiên lý mã mà phải dò xét khả năng của nó? Bởi một người lãnh đạo giỏi sẽ chẳng quan tâm tới việc bạn là ai, mà quan trọng nhất vẫn là bạn làm được gì và sẵn sàng làm việc gì. Khâm Sai vẫn sẵn sàng chọn một con ngựa bình thường, miễn là nó có ích, thay vì một con thiên lý mã mà vô dụng. Có thể xuất phát điểm của bạn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền không cần cố gắng và nỗ lực. Kinh nghiệm hôm nay là tích lũy cho thành công trong tương lai. Nếu ngựa chấp nhận người thương gia, nó sẽ thành thạo đường đi lối lại trên khắp nơi trên đất nước. Nếu theo binh lính, nó sẽ có kinh nghiệm trận mạc. Và khi theo người thợ săn, nó sẽ học được nhiều mưu kế. Tuy nhiên, con ngựa đã từ chối tất cả chỉ vì suy nghĩ bản thân là thiên lý mã cao sang, sao có thể đi làm những việc tầm thường. Nhưng đâu biết, đó là cơ hội giúp nó xây dựng nền móng cho những thành công sau này. Đối với tri thức, bằng cấp đại diện cho quá khứ, sức học tập mới đại diện cho hiện tại và tương lai. Đối với thành tựu, cái nắng của ngày hôm qua không thể không khô quần áo ngày hôm nay. Liên tục tiến lên, kiên trì mỗi ngày thì bạn mới có thể thích nghi với bối cảnh thế giới luôn luôn biến đổi từng giây phút và sự đào thải diễn ra liên tục